Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn làm tải một số đầy Excel. Và ở đây thì có bốn Excel như cái trong trước mình đã gửi link ở file ở phần hướng dẫn từng bước rồi. Trong này có bốn đầy Excel thì mình sẽ làm đầy 3 đi. Mấy đầy kia thì nó cũng có ý hơi khoa. Đầy 3 là có phần dễ hơn. Ở đầy số 2 phần dễ hơn. Đầy này thì có từ ý 1 cho đến ý 9 ấy, thì 8 thì phần rút trích cái cách này thường là không có trong đề thi của trường đâu, thì tốt nhất là không cần thiết phải học ý 8. Mình sẽ dẫn từ ý 1 cho đến ý số 9, bỏ ý 8 đi. Đầu tiên, yêu cầu đầu tiên ấy, thì lúc nào đề thi của nhà trường thì thường có 3 đến 4 ý. Và đầu tiên lúc nào cũng nhập lại hết toàn bộ cái phần bảng này của mình, nhập giống y hệt, trình bày giống y hệt luôn. Sau đây thì mình sẽ trình bày y hệt cái bảng này ở file Excel mới lên. Thu nhỏ lại để như này cho nó dễ nhìn. Phông chữ của trong đề thường là các thầy yêu cầu để area. Và để cỡ 12. Bây giờ mình sẽ nhập bài này. Để cỡ chữ hình to. Đầu tiên thì mình cứ nhập thô, sau đó mình quét vô lên từng bảng một xong. Để có được cái chữ hai dòng trên một ô này thì mình có thể bấm như thế này nhá. Mình bấm on enter là tự xuống dòng. Đấy. Chữ ra. Rồi on tự tự phím on rồi ấn phím enter. Lại on enter. Có phần trăm vào. Bấm tab sang bên cạnh. Tiền này, full enter. Đó. Đánh số thì mình có một này. Ô số 2 là 2 này. Không cần phải ấy, mình quét hai ô này. Rồi sau đó kéo xuống đến số 9 đi thôi. Đây, hiện ô số 9 bên cạnh cái con trỏ này. Giữ chuột trái rồi kéo. Giữ kéo, giữ chuột trái rồi kéo. Bây giờ nhập theo ô này. Ta là sao một cạnh nha. Như bên treo đúng không? À như như bên vuốt đúng không?
copy logo này, viết sang các cái ô khác. Vô đèn mà. Bấm chọn chọn ô thôi, chọn ô này. Rồi copy này. Paste này. Về đi. Về thôi nhanh. Đây, đến lên trong mạng cũng là nam ô thì về này. Chúng mình là về. Ctrl C xuống các thân về. Về. Học sinh sinh viên có mình là chú xe cảnh thân về về à chú xe à nó phát hiện cái này mà cảnh chú xe tiếp về 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 tổng cộng caplock ktp cứ nhập xong tìm càng cái cột sau nhập hết rồi tí nữa sửa xong à bây giờ thì cái dòng danh sách này thì mình sẽ dùng ghép các ô lại nha ghép các ô lại với nhau dùng mép em em chờ nó sẽ tự đẩy ra giữa giống như trong người đây này. Tự đẩy ra giữa luôn chỗ này thì mình sẽ đóng khung đây dùng old model và đây dùng old model từ từ chỗ này cũng thế này đây cũng thế chỗ này mình dùng ghép ô này có nghĩa là chỗ nào đây ghép ô này chỗ này mình sẽ kéo rõ rộng một thôi chú ấy thu nhỏ là bộ này cần vừa phải cần nhiều các cục khác các chỗ này thì mình sẽ căn ra giữa nhé chỗ này căn giữa này căn trái căn phải căn giữa đây là chỗ này mình sẽ đẩy đẩy chữ lên ra giữa nhé nhìn cùng trên này giữa này dưới này để em giữa có thể một số trường hợp mình thích thì mình xoay chữ việc xoay chữ này là đó xoay chữ cậu xoay cậu vài kẻ xoay luôn không biết xoay thì thôi
bỏ sai kiểu gì nhỉ? Bỏ bấm lại, bấm lại bỏ sai chữ đi vào format sen này để ký cho lên này. Máy cài hiểu quá hơi nặng. Chịu khó tua đấy nhá. Đây ra rồi. Chữ này thay được góc góc chữ này. Thay góc chữ để xoay. Không hề xoay thì bình thường. Vẫn chưa được điểm nào đúng không? À, chỗ này là được ít nhất 6 điểm rồi. Trình bày này là 5-6 điểm. Theo ý của trường mình. Trường mình là 5-6 điểm. Tiếp theo thì còn hai là tính bột giả. Đâu? Ý đầu tiên là tính bột học phí, tự vào học phí. Nhưng mà tất cả các đề đều trường mình đều là yêu cầu trình bày lại không? Đúng không? Tất cả đều yêu cầu trình bày lại. Ý này là 5-6 điểm. Thông thường mà một là nó sẽ cho có một hai đề, có hai đoạn đề là một là nó sẽ cho các ý tính toán thôi, chuẩn tính toán thôi. Hai là nó sẽ cho sử dụng phần bờ đùa chính. Đề này là để chuẩn tính toán, thế mình sẽ nghịch cái phần biểu đồ sau. Phần học phí đầu tiên là nó sẽ tính học phí dựa theo cái lớp học này. Ai lớp nào, dựa theo bảng là ai lớp nào thì nó sẽ tính học phí theo cái lớp đấy. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng hàm VLOOKUP. Không mũi tên xuống Enter được luôn. Được. VLOOKUP ấy. Cái này là giá trị. Giá trị để so sánh. Giá trị so sánh là giá trị lớp học này. Đó vào đây. Nhưng cái này ở trong đề người ta yêu cầu đúng không? Không, nó hay nó, tự mình chọn. Tự mình phải chọn hàm. Cái đề của nó ấy, là nó chỉ yêu cầu là anh điền phía đây thôi. Nhưng không thể điền thủ công được, mình phải thủ hàm để điền. Đấy. Bây giờ mình sẽ cái hàm để điền này mình dùng hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP thì đầu tiên là nó sẽ lookup value, tức là chọn cái hàm là chọn ô chứa giá trị so sánh này. Tiếp tục là chọn cái bảng để so sánh. Cái bảng để so sánh là cái bảng này. Mình quét chọn. Nhưng mà cái bảng này khi mà lại copy xuống ấy, thì toàn bộ nó sẽ dịch chuyển theo xuống ấy. Nhưng để dịch chuyển theo có nghĩa ông xuống một hàng ấy, thì công thức này nó sẽ tự đẩy các cái giá trị F hay bộ số 4, 16, 18 thì L5, sẽ đẩy theo giá trị ông chuyển bao nhiêu ô đấy, nó sẽ đẩy đi. Thì như vậy cái hàm này, cái ô này, bảng này này, ông phải cố định lại, ông bấm F4 này, F4. Đây nó ra cái ký hiệu đồng tiền này, có nghĩa là cái này là ký hiệu là cái này là cố định vị trí của nó. Tiếp theo là cái column index number. Cái column index number này là nó dựa vào cái bảng này, nó sẽ là nó cái vị thứ hai nó sẽ so sánh với cột đầu tiên của bảng. Đấy. Và cái column index number này là nó sẽ trích xuất cái cột giá trị của thứ ba này ra, cái th nó so sánh ở cột th này nhá. Giống TH này nó sẽ trích ở cột số 3 này, 300 điểm ở đây, điền ở ô mình đăng nhập công thức này, có số 3, có số 3. Cái cột này nó ăn theo thứ tự cố định chứ không phải là ăn theo cột C gì đâu nhá, hiểu. Và cái giá trị cuối cùng lúc nào cũng phải điền số 0. Và bấm Ctrl Shift Enter. Đấy, lớp THA 300.000 sẽ tự đến đây này. Mình copy hoặc là kéo cũng được. Đây có C này, hiện chỗ này, cái chỗ này đó này, tí ở đây nó sẽ hiện cái biểu tượng chữ thập này. Kéo nó xuống tự ăn công thức luôn. Ông hiểu hết hàm VLOOKUP chưa? Rồi. Nói lại, bấm vào. Đây nha, bây giờ mình vào so công thức nha. Bấm vào ô này. Rồi nó hiện hàm xem hàm, bấm vào này.
Đúng rồi, từ địa chỉ này nhưng nó sẽ ra là tên tiếng Anh từ từng cái ấy một. Nào, nói lại đi. Thì đầu tiên tích vào ô nha, xong rồi Cái chọn ô hàng này viết là đúng ô, không, cái ô này là ô như thế nào? tích lúc vào cột học phí này, xong rồi chọn hàm VLOOKUP này đúng không, xong rồi ấn F4. Ấn F4 thì phải chọn cái giá trị gắn với cái cột đầu tiên này đúng không. Thế thì ông chưa hiểu nhé, cái yêu cầu của đề, cái yêu cầu của đề là tính tính cái cột học phí này này, cái cột học phí này dựa vào cái bảng giá học phí này. Như vậy là cái cột học phí này nó, cái bảng giá học phí này nó dựa theo tên lớp đúng không, nó dựa vào theo tên lớp này. Đấy, cho nên là mình sẽ có tìm tìm thằng nào hoặc lớp nào mình sẽ điền học phí từng cái lớp đấy vào theo cái bảng này. Thế Đấy. này ông điền vào đây để cho nó Ừ. tự tìm ở cái bảng dưới. Bây giờ thì cái hàm để các cái kiểu tìm kiếm thế, đối với các cái câu kiểu tìm kiếm như thế, ví dụ có cái đối tượng để tìm kiếm như thế thì mình sẽ làm với lookup. Thì cái hàm này đầu tiên là ông mình sẽ tìm cái giá trị đầu tiên cái trong cái hàm này là cái giá trị lookup value này, là tức là cái giá trị chứa cái ô mà chứa giá trị tìm kiếm ấy, là ở đây giá trị tìm kiếm THA. Cái phần table ở đây này là cái bảng mà chứa giá trị tìm kiếm và giá trị so sánh. Giá trị tìm kiếm là THA, THB, KTB đấy, và giá trị so sánh để trích xuất ra là 300.000 trong 1.200.000 đấy. Và tiếp cuối cùng là cái cột của cái bảng đấy chứa giá trị so sánh đấy, nó sẽ trích giá trị so sánh ra điền vào đây, và cuối cùng là cái giá trị có tiện có phải không. Cái hàm này mình phải về nhà mình xem lại mà mình cố gắng hiểu thôi, chứ bây giờ giải 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 thích thì cũng khó khó thể hiểu ngay. Hoặc có thể vào mạng ông tìm VLOOKUP, ông sẽ VLOOKUP nó sẽ có thể giải thích kỹ hơn so với tôi giải thích. Đây này, lookup value là giá trị dò tìm này, thì vô đây bằng giá trị dò này, được cả tuyệt đối chưa, phải bấm bấm phím F4 để ra cái dấu này này, dấu trên tiền này. Cô lưu là thứ tự cột cần lấy dữ liệu Ranger lookup, tức là cái giá trị cuối cùng để là không ấy. Tôi là không phải tìm kiếm ấy, vừa là dò tương đối, không là dò tuyệt đối, thì tôi lúc nào cũng phải để không để dò tuyệt đối. Mình có thể vào đây mình tìm tìm xem mình đọc lại có hiểu hơn ý về việc sử dụng cái hàm này như thế nào. Đây này, ví dụ ở đây nhá, nó có cái bảng nó có bảng dựa vào cái điểm này để ông xếp loại này, thì đây chỗ này cái hàm VLOOKUP này điền ô C6 này, C6 với ô này đấy. C6 nó so sánh với 8 này, 8 là nó so sánh là ở đây là 8 là bao nhiêu tạm có hay khá hay cho mình thì đấy, nó so sánh cái bảng này điền vào Tự nhiên nhảy C6 ở đâu? đây. C6 là nhìn cột sẵn cột C này, cột 6 này. À, tức nó giống hàng giống cột xong tự nó hiện ra đây. Ở đây là nó điền số 1 ý, là dò tương đối ý. Có nghĩa là nó sẽ tìm, nếu như ông dò tuyệt ông điền số không tuyệt đối thì nó sẽ chỉ tìm đúng cái giá trị ứng với cái bảng này thôi, nó điền không có giá trị tương ứng thì nó không điền. Nhưng mà ở đây đề số 1 tức là dò tương đối ý, thì là nó sẽ tìm giá trị lớn hơn hoặc bằng đấy để điền vào. Ví dụ ở đây 9.1 đúng không, 9.1 nó không có giá trị tương ứng với số 18, 8 đây, nhưng nhưng mà mà nó lớn lớn hơn hơn là 8 là vẫn nó đây. điền vào đấy. Cả 7.7 nữa, 7.7 lớn hơn 7 thì do dò tương đối nhất số 1 này có tương đối, cho nên là nó sẽ điền vào chỗ ô này khá, còn số 6 nữa. Đây dò tuyệt đối thì như vậy tôi đã nói, nó sẽ tìm đúng đúng theo cái mã này, ở đây nó dò theo cái bảng mã này, bảng số tự mã A01 là gì đấy, nó sẽ điền vào đây trình độ Tức là phải và chuẩn cái chuẩn với khóa. cái mã mình nhập vào thì nó mới nhận cái giá trị đấy, còn khác một tí là nó cũng kệ Xong tí là nó không điền giá trị nào luôn. luôn. Ôi trời.
có thể vào đây dò tìm hiểu thêm. Tôi vào làm cái ý số 2 nhé, tính cột giảm này dựa vào bảng miễn giảm, nếu là khóa nữ thì giảm thêm 5%. Tính vào cột giảm này dựa vào miễn giảm bây giờ bảng này, và nếu khóa nữ thì giảm thêm 5%. Đầu tiên mình cứ làm cái ý đầu tiên, chứ là tính cột giảm dựa vào bảng miễn giảm nhé. Thì cái này dựa vào bảng này thì là phải dùng hàm viết lắp rồi, cứ dựa vào cái bảng so sánh nó nói. Nhưng có khi là nó yêu cầu mình một cái hàm khác thì mình phải làm cho nó. Không, mình phải tự tìm hàm, nó không yêu cầu hàm nào cả, nó cho cái ý này Tự tìm thì hàm. mình phải tự yêu sách xem là phải dùng hàm nào. Nhưng mà thường trong một đề có những hàm nào, mình hay sử dụng những cái hàm nào? Ít lắm thì có vài hàm thôi, ví dụ như là hàm if này, cao này, hoặc cao if này, tức là đếm có điều kiện, cao đếm, cao if đếm có điều kiện, hàm sum này, hàm min này, hàm max này, vlookup thôi. Chủ yếu là những cái Chủ đấy yếu thôi, là những hàm này đúng không? 2, 4, 6, 7 cái hàm chủ yếu, 7 hàm này dùng thường xuyên thôi. Mà thông thường trong đề trường mình thì ông thấy hay gặp có những hàm nào? Chắc chắn là có cái web để tính hàm cột đấy đúng không? Thì Chủ nó yếu là if này, viết áp hoặc tính sum min max gì đấy, tính nhỏ có cao if sẽ... hoặc Vậy nói cao. chung là hết hết cái này. Nói chung thì nếu như vào phần chúng ta chỉ dùng một trong hai hàm, một hoặc hai hàm thôi, nhiều lắm ba hàm, không không có nhiều đâu. Nhưng mà tốt nhất là cứ tự tìm hiểu bằng này hàng đúng không? Bây giờ làm tiếp cái phần tính phần giảm nhá. Đầu tiên là mình làm cái ý, mình làm cái ý nửa nửa ý thứ hai, chưa tính tính cột giảm dựa vào bảng miễn giảm đã, cũng cũng làm với lookup. Bảng này về lookup này, lookup value à, tức là cái kiểu cái mã này tôi ôn này, ô sự kiện này. Phần cái bảng này nó đặc biệt chỗ là nó cái bảng ngang, và bảng nằm dọc. Bảng nằm dọc thì nó sẽ tính theo cột này, nó tính theo từng cột một đấy, Ngang thì thì phải tính là theo nó hàng sẽ đúng dễ hơn. Nhưng mà ở đây bảng nằm ngang nó không không tính như thế, cho nên mình phải chuyển nó từ ngang thành dọc. Mình sẽ dùng hàm transpose. Cái hàm này là sẽ chuyển chuyển cái không? Trước khi nó bảng của tính ông. cái trước khi nó tính cái cột dọc này, nó chuyển cái này về ngang, xong rồi sau cái thằng sau nó tính thì nó lại hiểu đấy là cột dọc thì nó tính đúng không? Cái hàm này chuyển từ bảng ngang thành bảng dọc nhỏ ngang. Nào, mở ngoặc này, chọn bảng nhá. Ở đây này. À, chết quên mất. Nhập, chọn thừa, chọn thừa. Chỉ có thế này thôi. Hai cái này không cần thiết. Nhưng Bấm mà cho vào có F4. sai không? Sai đấy. F4 Nhưng mà để nó chỉ lấy có tất giá nhiên. trị khác mà, có cái gì đâu. Có đây. Có chữ khác đây, đây này. Đây. Ừ, nhưng mà cái chữ diện giảm thì tưởng là không có thì nó Không không cần, không nhận. cần, không cần. Không, tôi Tốt đang nhất bảo mình là cứ khoanh đúng vuông tôi thôi. đang sợ cái trường hợp mình quên mà mình canh cả cái ô ấy, Ừ, khoanh khoanh thì cũng không sao, nhưng mà tốt nhất mình cứ khoanh đúng vuông cho chuẩn. thì ý là thế. Rồi. Bây giờ cột sau khi cái bảng này, sau khi cái bảng này xoay xoay rồi ấy, thì cái cột cái hàng trên này là cột 1, hàng dưới là cột 2. Mà Rồi. hàng dưới mình lấy dữ liệu ra là cột 2, trên chỗ là mình sẽ định cột 2, và đây là tuyệt đối mà trên mình số 0. Rồi. Control Shift Enter giảm phần trăm 10%, tức là còn một đấy. Bây giờ mình để lại về phần trăm đấy, rồi sau copy lại toàn bộ này. Giữ giữ trái trong kéo xuống là Ừ. mình ra đó. Cái này rồi kéo xuống và ra. Chắc chắn là mình trình bày mình phải nhập bằng hàm đúng không? Còn nếu mà mình nhập thủ công người ta sẽ không tính điểm không? Nhập thủ công không tính điểm. Bây giờ thêm thêm một cái nữa, nó lại yêu cầu là ở đây là nếu là phái nữ thì giảm thêm 5%,
Đấy. Thế giờ chỗ này mình lại bổ sung thêm một ít này. Ít này. Chiến thắng mà không phải Xem dùng dấu thắng. phẩy dữ liệu. Ít này, cái Chọn nữ. ô này, hàm ít này ấy, thì bây giờ nha, mình vào vào cái mình tìm hàm ít luôn để cho dễ hiểu nha. Đi xem. Này, cú pháp hàm ít nha. Là điều kiện một, Nếu nếu này, vừa gọi điều kiện này, giá trị này, giá trị hạ một, giá trị một này, giá trị hai này, thì nếu như điều kiện, nếu như điều kiện đúng ấy, thì kết quả hàm trả về giá trị một này, còn ngược lại hàm trả về giá trị hai này. Đây, ví dụ ở bảng này nó cho là công thức này. Nếu như ô C6 này, như C6 ô này nếu như điểm lớn hơn mà 5 lớn hơn thì 5 đỗ, còn nhỏ hơn thì thì thi đỗ, lại. thì điền thi lại này là rồi copy hết công thức vào như thế, hiểu chưa? Rồi. Bây giờ áp dụng bài này ở chỗ này, cả cái khúc này nó sẽ là cái phần mà mình sẽ tính này. Mình dùng if này, cái điều kiện của mình là Chọn cái nữ. ô Nếu ô phái này, nếu lưu mà cái ô phái này bằng nữ ký tự thì mình phải điền là nữ, chưa quên mất bộ cắt lóc biết đèn làm sao mà không có dấu được. Vì sao không phải cách nó ra? nhầm 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 phải dùng chuột, chỗ nào mình chuột trên chúng mình dùng chuột chứ mình bấm Nhưng mà các phải cách phím ra mới viết thêm. dấu được. Đúng rồi. À, đang để cả chữ ship qua, đang để chữ e này, không để gì cả. Rồi, nữ này, đóng ngoặc này. Cái như ô D4 bằng nữ ấy, thì chỗ này ấy, phải nhân thêm 5% nữa. À, đâu, tự giảm lên 5%. Thôi, mình để là nam đi. Nếu như là nam ấy, thì giữ nguyên còn nó sẽ vẫn phải giảm lên 5% mỗi là trừ đi tức là cả cái cục này. Tôi trừ đi thêm 0.5, trừ đi 0.05, thêm 5% là 0.05. Còn nếu như không phải thì là nó sẽ là cái công thức này, copy nhá, tôi biết rằng này đóng không vẫn 100% đúng không, bây giờ copy lại công thức này nhá, chết chỗ anh nữa là trừ 5% này. Đúng rồi, giảm 5% này. Đúng rồi, nhưng mà nó không thể khác, lại trừ 5%, thế nó lại bị bất cập rồi, lớn hơn đúng không, lại thêm một hàm ít nữa. Nếu như cái giá trị này Là nó nhỏ hơn khác. không ấy, thì sẽ là không, còn nếu như không phải thì điền theo cái kia thêm hàm ít nữa này. Sao lại giảm 10%? Nam không giảm, nó giảm theo mã phương trình viên này này, nhưng đối với trường hợp khác này thì nó tặng bằng không ấy, nếu 8% nữa thì đây quá à, quên mất chỗ này giảm thêm 5%, đọc để rốt quá, giảm thêm 5% tương tự cộng thêm vào. Đọc với cả không đọc. Phải lỗi này nhỉ. Đây rồi. Chuỗi phải cộng. Cộng nha. Quên mất đọc bị hiểu nhầm đề. Đây này, nó yêu cầu nếu là phái nữ thì giảm thêm 5% ấy. Giảm thêm 5% thì mình sẽ cộng với 0.05 nữa. Quên mất chỗ anh hiểm trừ. Được Bởi vì bên qua. trên nó đã có chữ giảm rồi. Đúng rồi, nó giảm rồi. Được qua. Bây giờ là tiếp tục tính theo là cột tính thì số 3 là tính cột tiền đóng nhá. Cột tiền đóng ấy thì lấy học phí rồi trừ đi phần phần trăm này.
sẽ bằng này ô này trừ đi ô này nhân với ô này, Ctrl Shift Enter và ra kéo nó xuống. Đấy, là tính là tiến hết tiền của nó. Tiếp tục là tính tổng cuốn học phí và tổng cuốn tiền đó. Tổng cuốn học phí thì mình cứ hàm sum thôi, bằng này sum này rồi bôi đen cả cuốn này, đóng ngoặc lại, Ctrl Shift Enter tiền đóng thế. Mình copy này cũng thức bên này cũng được, sang bên này biết luôn. Biết formula nhá, đừng có biết và biết value nhá. Biết formula thế là xong. Đấy, ở đây có nhiều là tính tổng cột đúng không? Ở đây có nhiều kiểu biết ý. Mình phải chú ý là copy công biết này biết thường này. Biết cái này cái biết, đầu tiên là biết có giá trị này, đúng không? Văn bản này. Cái này là biết theo giá trị này. Đấy, mình biết theo giá trị nó sẽ hiện ngay cái này ăn theo giá trị bên này. Ăn theo giá trị này luôn. Ăn theo giá trị O Y luôn. Nếu như biết công thức vào nó sẽ tính ra công thức thì cô này trống thì nó sẽ để là không này. Không là nó có cái hàm của nó sang đây đúng không? Không tính mà chuẩn bị luôn này. Nó sẽ tính chuẩn bị, nó tính tràn bo xe tính chuẩn bị luôn. Tổng hai cái hàm nhỉ. Nó sẽ tính chuẩn bị từ dọc này biến thành ngang này. Nó sẽ tính theo hàng ngang. Đấy, cho nên là ông nó sẽ cộng cái cộng O G G 13 với O Y 13 là hoặc là những cái ô diện hay cái thứ này có giá trị là nó tính hết cái hàng ngang này. EC thoát lại này, đây cầu gì này, có số 4 rồi, đây có số 5, kẻ khung cho bảng chủ yếu là đoạn đầu thôi đúng không? Kẻ khung cho bảng này, nếu như làm được mấy cái này rồi làm được hai khuôn này, nếu như bài của trường ấy, nó chỉ yêu cầu đơn giản như thế này thôi, làm điền được khoảng 2 cột là đã được điểm tối đa rồi. Bởi vì nó chỉ có 3 ý thôi, 3 đến 4 ý thôi. Điền 2 3 cột, làm hết 2 3 cột là đã được tối đa số điểm rồi. Tốt nhất mình cứ làm thêm một tí nữa. Kẻ khung cho bảng tính và màu nền cho bảng học phí và miễn giảm. Kẻ khung và màu nền, khung thì kẻ rồi đúng không? Mình chỉ mấy bây giờ kẻ màu nền thôi. Màu nền thì thường là nó sẽ có một số cái phần này tên nó cần làm đổi phần tiêu đề nó cần làm nổi màu lên là chỗ này, cái này đủ màu chữ nhá, dạ, chữ A này đủ màu chữ này, cái này là đủ màu nền này, thông thường ta chọn màu nền xanh dương này, màu nền xanh dương này. Ctrl này bấm chọn ô này, chọn thêm ô nữa hoặc là giữ con trâu nó bấm tích vào là đúng ra ngoài đây đúng rồi. Sao gì nữa này, định dạng cuốn học phí theo cái kiểu gì ấy, theo này là cột tiền đóng theo kiểu đồng rồi, định dạng đúng không, bôi đen hết chỗ này, học phí này kiểu tiền đúng không, rồi để bao nhiêu số sau dấu chấm nhỉ. Kiểu tiền thì mình chọn accounting, mình chọn là coin, tôi mình chọn account đi, chọn được cầu gì đây, sao đâu phải à? À không, cái này là để quy tính bình thường thôi này, chỗ này nó đã điền sao đâu phải ở bên này, đó. Chọn được accounting là được đúng không? Ừ. Thì chỗ này là cuộc học phí là không có gì đúng không? Ừ. Symbol cái phần đằng sau trước là không có gì đúng không? Thì mình ngon. Đấy, ok. Rồi, hiện này rồi. Đấy, bây giờ cuộc tiền đóng nó yêu cầu là có chữ đồng sau đúng không? Ừ. Cũng bôi đen như vừa nãy đúng không? Ừ. Chắc phải viết thêm chữ hả? Đúng không? Đấy. Cái này là có gì đằng sau đúng không? Ừ. Tìm chữ đồng đi. ABCD. D trước E. Vừa kéo qua chữ E này.
Bạn hãy cứ lên thử thử. Thôi cứ chịu khó nhìn thôi. Muốn chạy mà không chạy. Đây ở phía nam đồng hồ. Đấy. Hình như có kiểu điền ký tự riêng gì cả. Nhưng không biết ở chỗ nào nhỉ? Hoặc là ở cuối. Nếu có thì hoặc là ở cuối. Thôi mình cứ làm theo kiểu này. Đó, được kìa. Tại có chữ đồng rồi. Đồng, đồng mới tắt à? Đồng kia. Ôi kệ. Không cần đúng được. Cần đúng được. Chớ. Ông thử vào lại xem là có chữ. Tôi nghĩ là chắc là ở cuối đến chữ. Ừ, thử xem. Chính xác vẫn hơn. Không, ở cuối của cái ở cao tinh của tuần. Được không nhỉ? Nó không được à? Nó tìm cái cuối xem cuối. Không, cuối là giọng tùy khác rồi. Nó không có kiểu cho mình tự điền đâu. Không, không, không kiểu cho mình tự điền. Xem khó kiểu cho mình tự điền đâu. Kiểu tích, thường tích, này, tích. Kiểu này thường là kiểu number này. Tích này. Từ dưới thượng nốt chỗ này đã. Kiểu thường này kiểu number này. Number điền các số gì đấy, sau dấu phẩy. Current với alcohol đều tiến hết này. Kiểu ngày này, kiểu thời gian này. Kiểu gì đây? Phần trăm à? Ờ, person phần trăm. Kiểu này kiểu công thức thì alcohol. Kiểu kiểu sai statistic điền. Điền kiểu e người cũng có nhiều đấy. 3 nhân 10 mũ cộng 5. Ở chỗ này sau dấu phẩy này. Tách à? Không được, không được, tách lên để kiểu bình thường thôi. Spend. Puta. Ê, cứ chọn tìm cái thang sang không nhỉ? Cái này có khi là tự nhập. Tự nhập, à không, không, không nhập được. Có phải vấn đề chỗ kiểu chữ D này rồi. Không có chữ ừ. Cao xem còn được chưa không tính 7 là tính thống kê tổng tiền nóng theo lớp tính thống kê tổng tiền nóng theo lớp à tiền đúng đóng. Ở chỗ này thêm hàm sum ít nữa sum ít tổng có điều kiện rồi lên mạng tính luôn nhá. Đề tài là cái ý này là tính thống kê tổng tiền đóng theo lớp ý à, tiền đóng theo lớp này nó lo vào lớp nào lớp nào nó sẽ đóng thì mình dùng hàm sum ít để tính tổng ý sum ít hàm sum ít hàm sum ít này Ranger là vùng chọn có chứa các ưu điều kiện này. Criteria là điều kiện để thực hiện hàm này. Sum ranger là vùng cần tính tổng này. Đây, ví dụ như chỗ này nhá. Nó tính là yêu cầu gì đây? Ví dụ sử dụng hàm sum if tính tổng phụ cấp cho nhân viên trong bảng số liệu ở đây. Có nghĩa cứ đứa nào là nhân viên nó sẽ tính cộng phụ cấp tất cả thằng nào là chức nhân viên vào. Và cái ô cuối cùng này, ô này nó điền hàm là C vị trí từ C5 cho đến C14 tức là C5 tức là ô. Tức là mình viết hàm sum if vào chỗ vào một ô đúng không? Xong rồi chọn tiếp ô nhân viên nữa. Cái ô ông cần tính tổng. Ô ông cần tính tổng. Rồi thì bắt đầu là chọn cột nhân viên này. Tức là chọn cột điều kiện là cột nhân cột chức vụ này. Rồi sau đó điền cái giá trị so sánh là giá trị điều kiện ấy. Cái điều kiện này chữ nhân viên này. Rồi sau đó chọn cái vùng mà sẽ tính tổng. Trong vùng là mình phải kéo cả đây. Cái cột đấy luôn đấy nhé. Rồi làm nhá. Đây, tổng tiền này. Của lớp THA nhá. Sambit này. Sambit này. Cùng so sánh này, THA này. Điều kiện này là chữ ý. Cho nên mình phải để dấu mọc kép.
viết hóa đi. TH viết thường nó không nhận luôn đúng không? Viết thường sai thì tự là nó không nhận và không cần tập cuối cùng này. Đấy, đóng ngoặc. Ctrl kéo thường ô xuống dưới này. Thừa là thừa là sai tổng. Không 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 có không có. Ừ? Ô dưới không có điều kiện so sánh là nó không tính. Tức là và như chỗ này ông kéo cả cái ô kéo thừa xuống 50 được đúng không? Nó điều kiện là của ô này lớp hoặc là không không có chữ sẽ không không tính không tính tiền. Xong chúng bấm bấm ba phím Ctrl Shift Enter. Đấy. Tính chỗ này thì tổng tiền là 1.095.000 của một TH2. Hai ba ba bốn thằng học lớp TH2 thằng này này thằng này thằng này thằng này là 1.095.000 chắc là tính được. Mình copy à chỗ này mình để em 4 nha. Em 4 này. Em 4 này. Em 4 này. Em 4 cái chạy thảo để không bị chạy dòng. Không bị nhảy. Nhảy sang ô khác thì mình copy. Copy công thức sang bên này luôn. Nó cùng giống nhau đúng không? Bởi mình chưa thay điều kiện, bây giờ mình thay điều kiện ăn. Điều kiện sang lớp B đi. B này. Enter này. Đấy sửa rồi. Ừ, sang lớp KTV nhá. KTV Enter. Cũng sửa rồi. Rồi sang cái này tiền ai nhìn cho chuẩn. Nhìn cho đẹp. Rồi đổi mấy ngày ta sang tiền ai nhìn cho đẹp. Đuôi đồng với lại đấy gì. Cốc cao. Chắc chữ đồng ý nó sẽ sau là cái ký hiệu tiền để euro rồi. Đây này. Sau một tí thôi, thường như thế. Đây. Ok. Nhìn nào đẹp hơn. Đấy, về cơ bản là như thế rồi. Xong 7 rồi, 8 bỏ qua này. Đi số 9, mấy đô thị. À, còn một số cái nhỏ nhỏ nữa. Từ từ rồi sang cái chín sau, bây giờ làm một số cái nhỏ, ví dụ ở đây yêu cầu ông sắp xếp theo tiền chẳng hạn, từ nhỏ thằng nào lớn. Từ nhỏ đến lớn đúng không, mình dùng hàm sort and filter sắp xếp này từ nhỏ đến lớn này. Ok không được à, từ từ nó hiện ra hai cái dòng ấy là gì à, đúng rồi nó bị nhiều cái nó ăn theo công thức quá. Nhiều cái nó ăn theo công thức quá, nó không sắp xếp được. Ví dụ các cái này nó ăn theo vùng công thức. Ví dụ mình sắp xếp, phải sắp xếp từ đầu trước khi nhập công thức rồi. Đúng rồi. Chỗ này để sắp xếp lại mình phải vùng hóa trích sổ sắp xếp sau tốt nhất. Cái đấy không cần thiết. Thôi bây giờ mình cứ làm theo cái số 9 á, vẽ đồ thị. Đồ thị tạm BE cho phần thống kê tiền. Rồi insert này. Ở đây trên bảng này, trên ảnh clip art xa thì cái này là mình giới thiệu trong cái phần word rồi, nó cũng tương tự thôi. Bây giờ vào cái phần đồ thị này, đồ thị ở đây có nhiều kiểu hơn này. À, mấy cái textbook header footer dùng để trình bày ấy thì anh sẽ giới thiệu sau. Rồi trình bày cái đồ thị nha, theo đề nó cùng kiểu PE này, bấm ra ngoài này, PE này. Đây có nhiều kiểu, chọn kiểu đơn giản nhất đi. Đồ thị tròn chiều gì đúng không? Chấu. Và select data này. Đầu tiên là sẽ thống kê tổng số tiền học cho lớp. S này. Chọn ba cái tổng này luôn. Đây mình đây là tiền học nhá. Tên là tiền học. Ở chỗ này mình sẽ quét dữ liệu này. Đưa cái bảng này. Ok, đấy thấy chưa? Đầu tiên chỗ này sẽ là ghi tên cái đồ đồ là gì. Tiếp theo là vùng dữ liệu để nó kèm bảng, kèm biểu đồ. Ok. Bây giờ là đến cái phần hiển thị 123 này. Edit này.
sẽ quét quét ăn theo tên lớp. Bấm này. Đấy, ok. Ok. Còn ví dụ mà nó yêu cầu là tiền đóng theo cá nhân mình bôi cột, nó hiện hiển thị cái cột này không? Chia ra cùng cái cột tiền đóng này này. Có, thế thì bây giờ mình lại phải thử kiểu bình luận khác. Không, kiểu, à đúng rồi. Đúng rồi, phải phải làm kiểu được kiểu bình luận khác. Phải biết đâu cột. Đây là tổng tiền đóng, nó có thể làm theo kiểu này. Ba cái này là ba cái khác biệt hoàn toàn, cái này nó có những cái tên chung nhau này. Thì cho một bình luận khác nha, tức cái này ra chỗ này đi. Bây giờ là thêm một đồ, là tự mình phải tìm đồ này thì đồ phù hợp cho nó, cái đồ này đồ này thì nó sẽ yêu cầu thôi, nó sẽ yêu cầu là dùng biểu đồ nào thôi. Thì nếu như tính là tiền học ấy thì mình sẽ dùng column đi, chọn kiểu bình thường đi, nó ăn theo luôn này. Nhưng mà ăn theo thế này là không tốt, ăn theo thế này là không tốt, thường là nó ăn theo sai. Mình xóa đi, tắm lại. Tại lúc mình đặt chuột lên mình chọn thì là nó ăn theo bảng luôn. Mình để chuột ra ngoài rồi mình làm sẽ ra bảng trắng, biểu đồ trắng của mình. Mình chọn nó sẽ lên đẹp hơn. Rồi bắt đầu là select data nhá. Tiền đóng. Nét này. Tiền đúng không? Tiền đóng đúng không? Quét này. Tức là cái này đơn giản đúng không? Chỉ có là đặt tên và chọn vùng đúng không? Ok này. Edit nha. Chọn. À chỗ này lại chọn tên thôi. Không bị họ nữa. Ra mà. Nhưng thôi chọn tên thôi. Chọn cả họ thì ra xấu quá. Anh đúng ra phải chọn cả họ. Bởi vì có nhiều tên trùng nhau. Chỗ này cũng phải liền. Đấy. Cô phải liền tình trạng tên trùng nhau. Ok. Đấy là phần tiền đó. Bây giờ mình có thể chèn thêm cột nữa. Đổi màu, giúp đổi màu cho cái cột. Đấy. Không. Bắt buộc phải theo một màu. Ừ. Ông có những kiểu vĩa khác nhau, nó sẽ theo màu khác. Bây giờ mình chọn kiểu nhá, sử dụng data này. Bây giờ mình add thêm một cái nữa. Ví dụ mình add thêm cột học phí đi. Add cột học phí. Cái này là thì nó sẽ là thành cột bên cạnh đúng không? Ừ. Nó sẽ cùng trường với cái nó sẽ cùng kiểu dữ liệu với nhau. Nghe vào cùng cho những cái tên này. Ok. Cái series thứ hai là trừ tiền, sửa lại edit nó đã. Edit nó là học phí. Mất được tiền bảng rồi. Mất được tiền bảng rồi. Ok. Thế tiền bảng đâu nhỉ? Hình như chỗ này không có tiền bạc. Thôi kệ đi, kệ đi. À đây, tiền đóng học phí đây. Đây là ở theo cái cột này. Thì còn cần gì nữa? Đấy người đổi màu kiểu mình vào đây đổi màu này. Vào layout. Nói chung là mấy cái này chắc không cần thiết đâu. Mình học nâng cao thì mới cần thôi. Chứ các bạn đề cho mình là không có đâu. Không có. Đây mình nghĩ thêm cái tách nữa. Thì là bảng cho tách á, cho tách đâu ấy. Đây, vào và kho này. Vào layout này, chọn tích book này. Vẽ thêm một cái. Không chọn vùng để viết thôi. Bảng ABC gì đấy. Rồi dán nào chỗ nào đó tùy. Xong tích ra ngoài là được không? Có một cái chú mà đó. Sau như này mà ông lưu file thì Canvas là nó sẽ lưu tất cả những cái gì hết ở trên cái này. Vào họ chọn bảng này, vào format thì là nó sẽ chọn kiểu viền cho mình. Cũng không có đẹp viền lắm. Xong rồi muốn xóa cả cái biểu đồ này đi thì làm thế nào? Tè tè thôi. Tè phải luôn à? Bấm vào chọn tè tè. Lấy lại cái này cũng Z là trả lại luôn. Không mất hẳn đâu, trừ khi là nó bị lãng quên nhiều quá nhiều lệnh đó. Nó trôi qua quá nhiều lệnh quá nó không lấy được. Thế ở đây có mấy kiểu column mà dùng biểu đồ theo
nói chung là tùy từng cái đấy, nói kiểu chung line. Là thi đại trường mình là cần chú ý mấy cái hàm đầu tiên thôi đúng không? Có kiểu line này trình bày xong rồi nhập hàm tính. Có kiểu line này là nó dùng để kiểu như là biểu diễn theo thời gian đi, các cái đường tiến triển theo thời gian đi, b theo phần trăm này, earlier theo vùng, chung là tùy hơi cầu về bài. Nhưng mà ông sưu tầm những cái đề trường mình cũng thấy thường thường gặp nhất, những cái đề thông thường nhất thì nó sẽ rơi vào trọng tâm chủ yếu là cột với là PE thôi, với cả tạo bảng này và yếu tố chủ yếu là cột với PE là hai cái này column PE thường như thế. Nhưng mà một cái đề nó có vừa bao gồm lập hàng tính và vừa không có, chỉ có nó chuyên về một mảng thôi, mảng một mảng mà chuyên tính hoặc là một mảng là chuyên là biểu đồ. Nó sẽ yêu cầu là ông copy cái này, ví dụ học sinh sách học ở khối bên khóa 1 đúng không, thì nó yêu cầu học bên copy bảng lại điền học bên khóa 2 chẳng hạn, học bên khóa 2 rồi điền nó lại thay học phí khác đi một tí, nó yêu cầu thay học phí khác đi lại làm cái bảng khác thì mình copy lại rồi làm lại thôi. Copy cái bảng này thì nó ra luôn một cái bảng kẻ sẵn này đúng không? Xong rồi giá trị là cần sửa nó mình sửa ở đấy thôi. Đúng không? Còn số cái kiểu trình bày bao cái layout này, nó sẽ trình bày hơn theo kiểu kiểu giấy để đem in sẵn mà. Nhưng mà bao cái layout này mình chọn phủ này. Tôi gọi là tí thu hẹp này, bình thường này. Đấy vừa rồi, vừa bảng này. Cái này trình bày chủ yếu để đi ino chứ trong đề chắc không yêu cầu đâu. Click and header, nói chung là để header lấy trường mỏ địa chất chẳng hạn. Header là em sinh viên năm cuối các thầy cô linh động với em. Còn đoạn dưới là footer tiền thì có thể chèn thêm cả cái gì đó ba bờ năm bờ vào. Đấy. 200k một điểm. Rồi vào đây điều chỉnh các kiểu kiểu sổ giấy y hệt như là Word thôi, không có gì. Chắc là cũng chả có đâu, như chọn khổ này để in cho khổ giấy mình vừa đúng không? Không vào hẳn footer margarine để điều chỉnh sửa. Cái này là đơn vị hình như để theo in hết phải. Căn lề đấy ừ. Trên dưới trái phải ừ. Print chọn query to preview xem đang in này. Có máy in chưa? Cũng có thể mình chọn in ra PDF được, in hẳn ra theo file PDF luôn ừ. Đấy, in thử này. Đặt tên. Đấy, ra hẳn luôn. Mình chọn in PDF luôn. Không thì nhưng chắc không cần kiểm tra như thế đâu. Ngoài ra bạn nào bị quá vào trong cái combo này tra công thức này. Nhưng mà thường thường mình chả ai tra đâu, mình chả biết gì tra. Các bạn hôm trước ông cũng chuyển sang PDF ông up lên đúng không? Ừ. Sao thế? Mọi người tự túc trình bày thôi. Thì quay trở lại thường đúng vào cái phần này đầu tiên này. Đấy. Ngoài ra thì có thêm một số hàm if này, cao if à, cao ở cao if đêm có điều kiện à, đây là những hàm thông thường nhất đúng không? Còn muốn biết chi tiết thì vào Google để tìm sum min max thì chắc ai cũng biết rồi. Bây giờ mình hiểu vẫn hàng cao if đúng không? Chưa có cái hàng cao if đâu, mình vẫn hàng cao if. Cao if ví dụ như là đếm xem có bao nhiêu người là nam chẳng hạn đúng không? Bao nhiêu tích ra một ô trắng đúng không? Bao nhiêu người là nam này đúng không? Bây giờ mình dùng hàm summit à, cao ít có ít chọn vùng đúng không? Ừ. Anchor là vùng này. Trời này. Nam này. Đối tượng thì lúc nào cũng phải trong một cap à? Ừ. Không phải đối tượng, đây là cái đối tượng cần đến ấy. Không cái đối tượng trong cái ô này là text
tách thì mình phải để là trong ngoặc kép. Thì đây đang đang hỏi cái đấy. Còn nếu như mà nó là số này thì mình gõ thẳng số vào luôn. Số như mấy cái chỗ này mình có gõ thẳng ví dụ nó đếm bao nhiêu giá trị 300 là ông viết thẳng số 300 là sau cái vùng đúng không? Bây giờ nhá, 300.000 đúng không? Thằng nào 300.000 đúng không? Vô đen này. Điền 300.000 vào. 300 4 thằng 300.000 đúng không? Đấy, 1 2 3 4 thằng 300. Cao nhất chỉ là đếm thôi đúng không? Cái đếm có điều kiện, đếm có điều kiện. Có thể là còn ví dụ một cái hàm cao không tích phát vào đây nó sẽ tất đúng không? Đếm tất có thể mình hàm lớn hơn này. Thì xem à không được. À, chỉ có bằng trừ thôi, không có giá trị lớn hơn đâu. Nó chỉ ăn nguyên giá trị ấy thôi. Ăn nguyên giá trị. Đấy, ông xem còn ví dụ về còn thiếu một cái hàm nào mà thường gặp trong đề thi thì bổ sung vào. Chắc không còn hàm nào thiếu đâu. Nếu thông thường không chỉ nếu ở đây. Bởi vì nếu như ông làm cái này làm được như này đã được 2/3 bài. 3/4 chứ. 2/3, 3 mẹ lên. Được khá là nhiều rồi. Không có ít đâu. Rồi giờ chúc bọn tôi thi tốt đi. Chúc mọi người thi tốt nha. Kết thúc phần hướng dẫn Excel đây, vẫn còn phần 3 bài nữa. Sau đây mình cũng xin giới thiệu thêm một cái hàm khá quan trọng nữa. Xin lỗi đi. Tách có thể nó sẽ xuất hiện trong đề. Đấy là cái hàm mít. Mít là dùng để tách ký tự. Đây mình sẽ giới thiệu luôn cái hàm này. Nó thường ngay bị tích hợp vào trong đề luôn. Ví dụ như là cái hàm với lúc áp này của mình nha. Nó sẽ trích xuất giá trị ký tự đầu tiên của cái mã số này. Cái mã số này là C8 ấy. Thì nó sẽ chỉ trích ra ký tự C thôi. Để so sánh với cái ký tự 3 ký tự 10 C của cái bảng trích xuất đây. Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng cái hàm mít. Hàm mít ở đây này, mình sẽ chèn vào ngay cái phần đầu tiên là look up value, tức là giá trị để tìm đấy. Mình sẽ nói qua hàm mít nhé. Hàm mít này là để trích ký tự từ chuỗi ra. Đầu tiên là tách ở đây chính là O12, cái ô mà mình sẽ tách cái chữ C trong cụm C8 ra. Cái star number này, tức là cái vị trí đầu tiên của cái ký tự mình muốn tách, hoặc chuỗi mình muốn tách. Đấy, chuỗi ở đây là chuỗi C thôi, có một ký tự là C thôi. Còn cái number chart, tức là số lượng ký tự của chuỗi đấy. Cái chuỗi của mình chỉ có một ký tự thôi, cho nên là mình chỉ điền số lượng đấy. Và vị trí bắt đầu của chuỗi mà mình trích ra chỉ là vị trí đầu tiên luôn, là 11 trích thẳng ra lượng ký tự C. Dụ như là mình muốn trích ký tự số 8 ra chẳng hạn, thì ở đây mình sẽ star number mình sẽ có số 2 và số 8 có một ký tự thôi, mình sẽ chấm 1. Đấy, còn nếu như có cái hàm mà lớn hơn ấy, ví dụ như là ON22, ô này có nhiều chữ hơn, thì mình ví dụ mình trích cái chữ hơn. Bây giờ mình thử trích ra ô khác bằng MID này. Ô này đi. Vậy này, trích là number trích chữ văn đi, đúng không? Trích một ký tự thôi. Bây giờ một ký tự ở C8 nãy rồi. Một ký tự, bây giờ trích nhiều ký tự hơn, chữ văn đi. Chữ văn là ký tự của nó là bắt đầu từ ký tự thứ 5. 1 2 3 4 5, 5 này. Ký tự bắt đầu. Và ký tự bắt đầu ký tự 5 đấy. Và có 3 ký tự tiếp theo, chữ văn 3 ký tự tiếp theo. Đóng lại. Enter. Hứ. Bài 2. Nó ăn luôn cả tổ cách à? À đúng rồi, tổ cách được cách phải là số 6. Cuối mắt không tìm tổ cách. Đây là bắt đầu. Số 6 bắt đầu. Cuối mắt không tìm tổ cách. Đúng không? Tổ cách thì thứ 5 rồi. Cứ trần là 4 ký tự thêm một thứ 5 rồi. Đấy chị B là ký tự số 6. Sao 3 ký tự tiếp theo mà nó bắt cả dấu vậy? Dấu phải là 4. Không có tổ cách đâu. Không, đây là dấu của chữ Á tính luôn là 1. Chữ Á là 1. Bây giờ lấy các chữ L nha, thì chỗ này điền 5 này. Đúng rồi, lấy cả dấu cách. Thấy chưa? Vâng, lấy cả dấu cách luôn. Ví dụ ông để ông, vậy quá. Ông làm một cái từ văn lộc đấy. Thử lấy từ lấy mỗi chữ V và lấy mỗi chữ L chứ. Mít hai lần liền khổ thế nhỉ? Hai cái hàm liền nhau á. Nhưng mà nó hiện ra giá trị là trong một bảng đúng không? Trong một ô thử xem. Không chơi kiểu này chắc được đấy.
N22 này, 6 này, anh chưa được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Thử xem được không? Không được. Không được, không được. Không chơi cái đấy được không? Đấy. Cái tự điền thôi. Đấy, thôi, à, mình chỉ giới thiệu mỗi hàm này là hết thôi. Quên mất cái hàm để xem lại bài mà ông thấy. Đến đây kết thúc nhá. Kết thúc thật ạ.